hai, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Vừa rồi video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần massage đá nóng phần chân. Bây giờ mình lên phần lưng. Thì nhớ là cái phần lưng mình có đặt 4 viên hoặc 5 viên đế trên phần lưng. Thì khi mình lên lưng thì mình lấy ra và mình đi đặt vào vào nồi ha. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn mọi người bắt đầu làm phần lưng. Hướng dẫn mọi người, hướng dẫn chi tiết luôn nha. Mình cũng mở khăn giống như bài Reviving vậy. Cũng mở từ từ nha. Phần lưng thường là mình chuẩn bị là khoảng 6 viên đế trước, làm tầm 8 viên vậy. Thì mình chuẩn bị 6 viên trước nha. Mình cũng lấy đế chuẩn bị nè. 6 viên, còn lại thì còn lại 4 viên thì mình cứ việc ủ nóng trong này. Cứ ủ nóng. Rồi. Dầu và chuẩn bị mình đi phần lưng nha. Mình đặt cái hai viên đế như thế này, hai viên đế này nóng nè. Mình lấy dầu thoa đều trong lòng bàn tay và đỡ dầu nóng. Một là mình bả dầu trong tủ khăn nóng rồi, hai là mình nếu mà dầu không nóng thì mình xoa trong viên đế này là dầu nó sẽ nóng lên ha. Tiếp tục bôi dầu lên lưng. Thì cách bôi dầu y chang như bài Reviving vậy, cũng giống như bài Thụy Điển, cũng giống như các bài body dầu khác mà mình chỉ. Nhưng mà cái bước này á là mình rời khỏi người khách nè, mình ôm viên đế nóng nè, tiếp tục mình đi xuống. Nó cũng giống nhau, nhưng mà mình lúc này mình cũng ôm cơ mông lên, rời ôm viên đế vuốt đi xuống. Cứ như vậy mà đi nè. Đi ba lần, tiếp tục đi cánh bướm. 1 2 và 3. Tiếp tục mình tiến lên trên phần. Cứ thế mà mình tay mình lạnh rồi, cứ thế mình đụng vào viên đế à. Các bạn cũng chú ý cái dẹp áo ha, dẹp áo đừng để nó đụng vào người khách. Cái phần mình, cái áo mình bị ngang. Rồi, xong cái phần bôi dầu. Tiếp tục mình đi động tác để chờ mà đế nó nguội bớt một phần á, thì đi động tác massage trước. Theo mình thì áp dụng 3 động tác của Reviving luôn. Động tác thứ nhất, động tác ngón, cũng đi thắt lưng 3 lần rồi tiến dần lên nè. Mình đi hơi nhanh một tí xíu đây nè. Mình đi đầu tiên, mình đi chậm cho bạn xem nè. Tiến dần, rút về. Tiến lên, rút về. Dặn rồi. Tiến lên. Sập bờ vai. Sập hẳn bờ vai luôn, đi 3 lần ha. Bung ra, rút về nè. Đấy. Đi 3 lần hoặc 2 lần như vậy. Tay lạnh mình có việc ôm đế về đi. Ngón từng bên. Cho anh mình cái bước mà mình ôm đế á, các bạn chú ý ha. Nó tay lạnh thì mình cứ việc ôm nhiều hoặc ít là mình cân đối mình ôm thôi. Tiến lên dần cũng đi 3 lần. Bung ra. Bên này cũng tương tự. Giả sử lúc này đế nguội rồi thì mình cứ việc lấy đế đi ha, nhưng mình cũng phải chen vào đúng 3 động tác nha. Thì bây giờ mình đi mình cho các bạn thấy luôn. Đi hơi nhanh này nha. Cũng tập trung vai 3 lần, rút về. Và động tác của thứ 3 của Reviving là động tác Shuffle này. Cũng thắt lưng 3 lần, rồi mình tiến lên dần này. Tiến lên, tiến dần nè. Cái đây là mình đã chỉ bên bài kia rồi, cho nên cái phần này mình chỉ lướt qua thôi. Cái phần massage này mình lướt qua thôi. Rồi, xong. Lúc này là mình sử dụng đế nè. Mình cứ ôm lên, vuốt về. Khi đế mà mình cảm thấy
phù hợp rồi. Với lại mình đi ba động tác này đé nó cũng vừa phù hợp rồi nè ha. Thì các bạn có thể là bắt đầu đi đé là được rồi. Đây, xin mình đi đé là mũi đé trên lưng đây. Viên đé này nóng tầm cỡ 60 đến 70 á. Mình đi viên đé nóng mà đi nhanh, đé nguội đi chậm. Khi mà nguội rồi mình đi chậm nè. Đó, quay chậm các bạn xin nè. Đây lật quê nè. Rút về, lật ra thẻ lại nè. Đó, nó nguội khoảng còn 40 độ thôi là giữ và làm nguội tiếp tục cái làm nguội cái này. Mình tiếp xúc trên lưng khách cũng vậy, mình cầm nè, mình tiếp xúc nè. Ha, mình chỉ là đẩy nhanh cho khách biết là mình dấu hiệu mình đẩy nhanh chứ mà đừng đợi đé nóng xuống liền. Đây, mình hơi hơi thôi rồi sau đó là mình mới đặt xuống hoàn toàn. Mình chịu khó cái khúc chỗ đá tí xíu chứ đỡ mình đặt lên nóng liền cho khách á thì khách nó sẽ giật mình. Đó, rồi đi chậm mọi người xem nè. Đây. Tiến lên, tay mình nóng mình bôi lên người khách, tay nóng bôi người khách để nó giảm nhiệt nè. Đó, như vậy. Rồi sau khi nguội hai viên đá đều thì lúc này là mình đi là đi đoạn đường chính nhất nè, động tác thứ nhất nè. Động tác đó chỉ là làm nguội thôi nha. Động tác thứ nhất nè, ôm đá nè. Động tác này là động tác feel nhất và khách thích nhất. Cho nên nhiệt độ đá tầm 40 đến 50 là bạn được rồi, khi tay bạn cầm được như thế này là được rồi nè. Ôm lên, lật đá. Ha, nhớ cái đoạn giật đá chỗ này nha. Tiến lên. Hai ngón cái mình đỡ, đừng có đỡ cho đế chạm vào nhau mà hai ngón cái đỡ gì. Một phần là ngăn cản lại cái xương giữa nè, cái xương sống á. Cho đế khỏi đi trên xương nè, nhớ lật đế nè. Đó, đi nè. À, hai viên đế cứ việc đi lên và nhớ sụp bờ vai luôn, rút về. Đó. Đó là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai, đi ngón đế nè. Đi cạnh nè. Cầm viên cạnh đế giống đi ngón tay vậy. Cầm nè, mình dùng lực ngón cái, dùng lực xuống mình ní cái xương giữa ra. Thường là mình đỡ gì, đỡ cho mình ní cái xương sống ra khỏi bị chạm xương sống này ha. Đi trên cơ tách ra về xu hướng, bung ra ngoài, rút về. Tiến lên, bung ra ngoài, rút về. Cứ như vậy tập trung thắt lưng 3 lần và tiến dần lên. Tiến dần lên giống như đi ngón thôi. Nhưng bây giờ mấy bạn quan trọng nhất là cầm cái viên đế đi như thế nào. Tiến dần lên, sập bờ vai, bung rút về, sập bờ vai, ba lần, bung ra rút về, xuống kéo dưới trời. Rồi, tiếp thế mẹ, lật lại, lật đế ha, như vậy nè, mấy bạn cũng lật chuyển đế lại ha. Rồi đi lại lần 2, lần 3. Rồi, động tác thứ 3, đi từng bên. Đây, các bạn cầm với tư thế như thế này nè, mình cầm nè. Thì mình đi lực nó mạnh lắm, tiến lên. Các bạn chú ý là không đỡ đế đụng vào xương sống và tất cả các xương khách, chỉ đi trên cơ thôi. Đây là khách này to nè, cho nên mình đi nó khỏe. Còn khách mà ốm á, thì các bạn cũng phải chú ý chi tiết kỹ hơn là mình đừng có đỡ đụng xương. Đây là động tác thứ 3 ha. Đừng đỡ đụng xương thì các bạn có thể nghiêng đế hoặc dựng đế một tí xíu nè. Ví dụ vậy, khách cái cơ nhỏ á, còn khách cơ lớn mà lực mạnh các bạn cũng có thể là cầm như thế này đỡ mà đẩy đi từng đoạn. Cho nên cách cầm đế là cách cầm xem là thuận tay mình nhất, đi ok nhất mà đừng đỡ trúng xương ha. Cứ thế mà tiến lên. Người mình cũng vậy, mình tiến lên nè ha. Nhớ cái vạt áo mình tím thùng lại nha. Đây. Đừng đỡ cái vạt áo chạm lại vào người khách ha. Tiến lên. Đó, đó là động tác thứ 3. Động tác thứ 3 đi bên này và đi bên này. Rồi tiếp theo. Động tác thứ tư, chụm tay lại đẩy lên. Thì lúc này nếu mà đá nguội rồi á, mấy bạn nên thay viên đá khác ha. Chụm tay đổi lên như thế này thôi, đơn giản thôi nè. Sập bờ vai luôn nha, sập hết bờ vai xuống. Băng qua đây là chú ý đừng đụng xương này. Buông qua, rút về, nâng cơ mông lên. Đây, lật đá chuyển bên ha. Ôm nè, đơn giản thôi, sập bờ vai, buông rút về. Rồi, động tác thứ 5 là nguội đế rồi, mình có thể thay đế này. Lúc này nguội đế rồi, mình thay hai viên thép nè. Ok, cá rồi. Mình lại thay hai viên, mình sẵn sàng là mình đỡ bên ngoài á, cho nên nó cũng ấm và mình đi tiếp theo cũng ok rồi ha. Đây.
nói lại ha. Mình thay lúc động tác thứ tư đi, thay ôm lên gì đi ha, là nên thay đá đi đó. Rồi bên này, rồi mấy bạn vô động tác thứ năm nè, ôm luôn nè. Mình đi hình số 8, phần thắt lưng về đầu mông. Đây bạn xem hình số 8 nè, quỷ thành hình số 8 nè, nâng lên cái lực nè, băng qua xương thể lực nè, tới cái phần mềm này các bạn đi cái lực xuống, viên đá đi xuống, tược xuống, nâng lên cái lực nè, nhưng mà đừng đỡ cho khách giặt người khách quá nha. Tiến lên là tới xương là thể lực nè, đi xuống cái lực nè, nâng lên. Đây là hình số 8 ha. Đồng thời các bạn có thể đi ngược lại, hình số 8 ngược gì cũng được nè, nâng lên xuống này, xuống bên hông này và đi gì, hình số 8 nào cũng được hết ha các bạn ha. Rồi xong cái hình số 8, tiếp tục các bạn chuyển nè, động tác đi ngón y chang như bài reviving vậy, một tay là đi ngón, một tay là đi đế, cũng đi hai đường line. Hai đường line thì cái ngón đi hai đường trên mông thôi, còn cái đây thì mình chỉ cần một cửa xuống. Bạn kéo nhiều nhờ, bạn kéo nhiều cũng chán nha. Xuống rồi tiếp tục nè, đi ngón hai đường đây thì y chang như bài kia, mà thay vì tay này cầm đế còn tay kia mình cứ hình dung đi trên hai đường thôi ha. Tiếp tục ôm nè, ôm đuổi, đuổi thì đơn giản rồi ha, đuổi thì mình tiếp tục cầm cái viên đá này luôn, đỡ đuổi cùng luôn nè, hai viên đá đuổi luôn, đỡ tiếp tục mình chuyển động tác nhào bột. Đây nhào lại bên này ha. Rồi xong rồi, bung ra rút về. Xong mình tiếp tục đuổi tay, đuổi tay 1, 2, 3, tiến lên 1, 2, 3, rút về là đuổi tay, cầm hai viên đá đuổi thôi. Rồi tiếp tục hai tay y chang như động tác massage vậy, thay vì mình cầm đá thôi, xuống phần tay, thả đế ra, chỉnh đốn tay như thế này. Tiếp tục mình lấy hai viên khác ha, để mình nói 6 viên ha, thoa vào cho nóng nè, đổi nè, ôm lên vuốt về phần tay nè đó. Mình bôi vào phần tay trước, cầm viên đế, hai viên đế nóng vừa nha, đi động tác nè. Đây cũng sập xuống bờ vai luôn, sập hẳn xuống bờ vai nè, bung rè, xoay tay lại y chang như bài massage nhưng mà cầm đế nè, lực mạnh xuống nè, chỗ cái cùi chỏ nè, mình thể lực rè nha, băng que rồi lực mạnh xuống, đi xuống nè, vuốt lòng bàn tay đó, như thế mà đi lại lần hai nè, mình đi lặp lại lần hai cho mọi người xem nè ha. Sập bờ vai luôn nè, xoay người lại nè, đi từ trong ra ngoài ha, nè cái phần đây nè, thấy mình đi từ trong ra ngoài không, đây nè, không sao nè ha. Còn tên này đi mặt bàn ấy nè, băng qua cái xương chỏ rồi mình đi mặt bàn, vuốt lòng bàn tay, rồi gì nữa, massage lòng bàn tay, massage lòng bàn tay nè, mặt ngồi nè, điểm giữa nè, ba lần nè, rồi re từng ngón tay, re từng ngón tay, re từng ngón tay như bài massage ha. Rồi vuốt lại lòng bàn tay, quay người lại, cầm viên đá nóng còn nóng nè, đi bam phần cẳng tay nè, đẩy lên tới cùi chỏ, thể lực, ôm vuốt về, tiến lên phần bắp tay cũng như vậy, ôm vuốt về, lật đá ha, ôm nè, đẩy từ mặt ngồi vô nè, ôm lên nè, lên bung ra rút về nè, ôm lên rút về. Quảng kéo nhiều nhờ ha, một cái bài nhạc quảng kéo ai đâu thì mở coi nữa. Rút về, tiến lên, rút về cái phần này ha. Rồi xong mình cũng ôm lên vuốt về, cầm tay đặt lên vai, giữ nè, ôm đầu vai nè, tiếp tục cầm cái viên đế, mình thích viên đế này ấm nhất á, mình đi không sao, cứ đỡ gì đi. Đây thì khách, nhiều khách nó đưa xuống thì mặc cỡ thôi,
ha, khách này có chạy xuống thì mặc kệ, mình cố gắng giữ này, tay mình bờ đầu qua một tay giữ này, cầm viên đế miết bẻ vai này. Đây các bạn chú ý cái phần bẻ vai mình miết này, viên đế thấy không, chạy nè xung quanh nè, sập bà qua nè, sập xuống ôm về đây thể lực rút về đó, miết phải đều hết một vòng chứ đừng có miết tới đây rút về nó lãng lắm, phải sập hết nè đó. Rồi mình ấn huyệt nè, mình cách cầm mình ấn huyệt là như thế này, ấn vô, ấn từ từ thấm sâu ha, rồi thẻ ra từ từ đây, ấn vô. Cái tay khách này nếu mà nó cứ tự nhiên nó rớt xuống thì mặc cỡ, mấy bạn đừng không bằng tay, mình cũng đã giữ hết mức rồi, ấn vô cứ thế mà làm thôi. Đây ấn vô xuống, tay khách mà dĩu thì nằm trên lưng thì không nói gì, còn sập xuống thì mặc cỡ thôi, mình cứ tự nhiên mình làm, để cứ để cho họ rất tự nhiên xuống đi. Rồi mình cũng làm sao mình so dịu lại cái phần bẻ quai, rút về cầm tay chỉnh đốn lại thế thôi ha. Cái cục đế này vẫn còn nóng, hoặc là mình chọn một cục đế nào nóng nóng nhất đỡ cho khách cầm, rồi giữ và đặt khăn cái phần tay khách lại ôm lên. Lúc này thì mình đi lấy khăn, mình đi lấy tiếp tục đi lấy hai viên đế khác hoặc bốn viên, tiếp tục mình lấy bốn viên đi để làm cho nó trên vai với lại phần tay này luôn ha. Mình đi lấy nè, lấy hai viên đế về mình đặt bên này rồi tiếp tục mình đi luôn ha. Đang mình làm video cho nên mình chỉ nói các bạn biết cái phần lấy đế thôi ha. Ôm lên vút về, chuyển qua bên này làm tương tự giống nhau. Lúc này lấy đế này, lấy hai viên đế mình mới vừa lấy nè. Nếu mà đế nóng thì tiếp tục mình cứ việc làm nguội đế. Thông thường mình chuẩn bị đế á, thì mình đế nó cũng đã nguội rồi ha, mình làm thôi. Mình chuẩn bị trước á thì đế nó vừa chứ không phải là nguội, là tiếp tục mình làm thôi ha. Qua bên này tiếp tục lệ mát xe phần móng. Cho nên cái phần chọn đế, lấy đế quan trọng lắm ha mấy bạn ha. Lấy què mình đi cho nó logic nè, mát xe phần móng, rồi đuổi tay, rồi nhào bộ. Cái này là giống như ở bên kia cho nên mình đi rất là nhanh nè, nhào bộ đuổi tay, rồi dớt cho anh hai viên đá nóng này. Chết chè cái nhạc gì nè, nó quảng kéo miết rồi. Rồi nhào bộ rút về bên này, rồi massage phần này, rồi đặt tay lên miết phần này, què ấn huyệt ha, ấn huyệt y chang như bên kia, cho nên bên này mình chỉ diễn cho các bạn xem thôi, y chang như hồi nãy mình làm ha. Rút về, đặt tay xuống và cho khách cầm viên đế tủ lại cho khách ha. Tiến lên phần vai là lúc này mình đi lấy hai viên đế nóng để mình làm phần vai nè. Đây hai viên đế nóng ha. Tiến lên phần vai. Bài hot stone là mình có thể đi lấy đế mình, mà cái khoảng thời gian đi lấy đế thật nhanh nha các bạn ha. Rồi tiến lên phần vai nè. Đi nè. Đối với khách nhỏ thì mình có thể đỡ hai viên đế nằm chỗ này. Đối với khách lớn thì nằm chiếm hết cái diện tích giường rồi thì mình đỡ hai viên đế trên này, thì một cách mình làm mũi đế ôm buông ra rút về, đó là cách làm mũi đế đối với đỡ trên phòng mong khách. Còn cách làm mũi đế ở trên này á nè, khách nhỏ á, ôm xuống vuốt về buông ra ôm đế rồi ôm vô vuốt lên ôm xuống vuốt về ha, có hai cách. Rồi viên đế mà nóng á, nóng quá á, mình có thể là làm nguội bằng trên lưng này. Hồi nãy mình làm từ dưới lên đúng không, trên lưng thì mình làm từ trên lưng xuống, chỉ còn hai dòng trên lưng thôi là viên đế đã nguội rồi. Viên này cũng tương tự ha. Ok đó, xong hai viên đã vừa tầm rồi, mình sẽ đi cùng các bạn. Mục đích là mình đi chậm, nhưng mà đế nóng thì mình buộc phải đi nhanh nha. Đây, lật đế nè.
mình đi chậm là một người sim nè, ok đế gì mình đi chậm được rồi nè, đó y chang động tác thôi vào thôi, super wide nè, bung rê nè, rút vô nè, lên hiệp ốt nè, lật đế nè, ha, cứ thế mà ôm xuống quốc về lên như vậy ha. Rồi vô động tác trên vai nè, động tác thứ nhất một tay cầm viên đế nè, miết xuống xét cơ cổ ha, thay vì hai ngón cùng đi mà bây giờ một ngón mình đi thôi, một ngón là mầm cầm viên đế mình miết xuống nè. Các bạn hãy chú ý cái tránh xương là được, đi cố gắng đi trên cơ nè, nếu xương mấy bạn phải nghiêng đế để mà đi nè ha. Mình cứ tập luyện mà miễn sao không trúng xương. Động tác thứ nhất bên này tương tự, quẹ chuyển bên cầm viên đế khác, mình đi bên này cho đế nó nóng cho đều nè. Động tác thứ nhất ha. Động tác thứ hai một tay đế quẹ một tay ngón, đây là động tác thứ hai nè, y chang như bài massage, niết từ trong ra ngoài nè, nhớ tới cái phần đầu vai xương phải thể lực nha, đó miết rê. Bên này tương tự nè, mình cứ việc đi mà mình bỏ viên đế này rồi mình đi ngón này rồi mình cầm đế để mình đi tiếp theo thôi, mình chuyển nó từ từ logic như vậy chứ không cần vội nè. Đây miết rê đó ha, rồi bung rê, đó là động tác thứ hai. Động tác thứ ba các bạn đi ngón đi đế từng bên nè, miết vô nè, miết lên và đẩy rê nè, nói chung tới xương là tránh nè, là chuyển động tác vô nè, miết cục đế nè, vô cơ cổ nè, từ cơ cổ lên huyệt ốt nè, từ lên huyệt ốt đẩy ngược lại nè, ra bờ vai đi ba lần như vậy. Bên này tương tự nè, đó là động tác thứ ba. Động tác thứ tư hạn chế cùng đế nhau nha. Động tác thứ tư đi ngón đế nè, cầm đế miết rê, miết vô ấn hiệp ốt, đẩy rê, thì mình tìm cái cục nào căng cơ nhất thì mình dùng lực mình đi. Ví dụ trên này có cục căng cơ này mình đi, cục dưới này có căng cơ này mình đi, cứ thế thôi. Nhưng mà cái này thì mình đi xuống tiếp nữa cho cái lưng nó nóng, chứ mình bả lâu hồi nãy giờ rồi. Cầm nè ha, đi xuống circle xuống, giống động tác circle của mình nó đi xuống vậy, một lần đi xuống dưới lưng vậy á. Rồi động tác thứ mấy hả, thứ năm ha, bam rê trời ơi cũng sao đâu, cái nhạc vẫn kéo, do cái nhạc mình làm không có bản quyền á, bây giờ đặt lên quảng cáo dở dàng. Rồi tiếp tục động tác cuối cùng là bam vô bam rê, đây bam vô bam rê, rồi ôm xuống quốc về, tiến lên bung rê lên, kết thúc cái phần cầm đế ha. Mình nói lại cái phần cầm đế ha, là kết thúc 5 động tác cầm đế. Rồi sau đó mình đi động tác ngón của mình tự do về kết thúc bài. Bây giờ mình nói lại tí xíu về cái phần cầm đế ha. Phần cầm đế đối với cái khách to như thế này thì mấy bạn làm rất là khỏe rồi. Đối với khách xương các bạn chú ý nè, một là nghiêng đế nè, thí dụ đi gì mình nghiêng gì nè ha, đế to đế nhỏ thì mình nghiêng theo cái góc cạnh của nó, đi trên cơ đỡ mình trúng xương. Cứ thế mà mình tập luyện cái phần đi vô đi ra nè, mình cũng cứ chú ý cái xương cổ nè, miết vô kỹ nè, quẹ miết ra, quẹ hẻ đụng xương á, mình phải cảm nhận trước khi đụng xương nha, chứ không phải chờ đụng xương rồi mình mới thể lực ha. Rồi đụng xương nè, là trước khi đụng xương là mình thể lực quẹ đi vô thôi ha, cứ thế mà mình đi ha, những cái bạn cần chú ý vậy thôi. Rồi cố gắng tập luyện nhiều thì mình bạn sẽ quen dần ha. Rồi xong đi ngón tự do, ngón tự do xong rồi ôm xuống vuốt về, rồi ôm lên vuốt về, bung rê chờ mình đắp khăn luôn nha, đi chậm thôi ha, đi chậm về kết thúc mà đắp khăn. Và các bạn nhớ kết thúc á, mình lấy luôn cái hai viên đế ở trên tay và hai viên đế ở video trước mình đặt lên chân á, mình nhớ lái rê. Rồi xong.